Hi, xin chào các bạn. Hôm nay thì cô dì ba đã trở lại chỗ cũ rồi các bạn nha. Thì cô dì ba đã mang ra rồi. Cô dì ba mang ra rất là sớm, với lại bán cũng rất là nhanh. Bây giờ là 12:30 thì cô dì ba hết rồi các bạn, nhưng mà vẫn còn nhiều khách quay lại để chờ mua. Dì ba lấy giùm con đi dì ba. Anh này hết cua, anh này nhường lại cho một con. Cảm ơn em nha. Thôi. Để cho tụi mình cái nha.
mà nghỉ. Ủa cái đó là cua ốp gì vậy? Bữa nay bị mấy con gì vậy? Hai con. Bị hai con. Là cua người ta đổi lại hay sao vậy vậy? Người ta cũng như nó ốp chút. Thịt theo như mình là thịt nhiều quá. Thịt nhiều nhưng mà mình đổi lại đúng không? Bữa nay bán nhanh nhất 12 giờ mấy là hết cua. Ba ra sớm hơn mọi hôm mà hôm qua ra gần 1 giờ mới ra luôn. Cho ba ấy mai quá. Mai em đặt ký. Nó thiệt nhảy. Trước luôn. Nhiều người bóc số nhưng mà người ta về nhà các bạn. Chạy ra thì hết cua rồi. Ủa gì thấy Ủa gì thấy bữa nay cua cái giá cua tăng lên không gì thấy? Giờ chị lấy số điện thoại ngày mai gọi á ra cho nhanh. Chị đang tới chị tên gì? Rồi em thấy số điện thoại chị thấy mấy nay cua có giảm giá không? Không biết. Cũng như qua luôn. Ôi, vừa có lên giá nữa đó em. Còn lên giá nữa. Vừa lên giá mà mình không có lên đâu có lên được. Nghĩ luôn. Giá bán cua cốm lên 50.000. Chỉ có cua cốm mà lên giá thôi. Không. 19 á. Dạ 10 triệu rồi. Không phải 1 triệu 50.000. Con anh đại gia bị cho là hơi bê bê. Cua bây giờ mì của anh cho bây giờ em phát đều nếu mà thiếu anh bù lại nha. Coi nhau này số người anh đưa có bao nhiêu bịch à, bây giờ em phát trước. Chị ba là biển đi là con thấy thiếu rồi đó. Tặng mì cho thôi. Không không chị ba. Nè. Rồi sao được em. Có dỗ cho anh vui. Ủa là anh đại gia hôm bữa cô Thúy. Anh đại gia hôm bữa đấy. Đặt mua 20 cân cua đấy. 20 cân cua nhưng mà ai nấu gì khác vậy ạ? Đây nè. Dỡ 4 người rồi. Đó các bạn, anh đại gia hôm bữa anh hứa tặng quà cho mọi người này, bây giờ anh tặng mấy gói mì này, nhìn cũng rất là vui. Dạ thôi cái này cô Thúy để lại dành cho người khác, con không nhận. Ừ đó. Chị sẵn cầm tặng lên cho người nghèo này, em không lấy. Mấy rồi đi. Cô Thúy rồi. Đây rồi tặng mì nha. Đừng đi nha. Đây mì 2 kg à. Đừng đi. Anh ở Long An, anh gửi chị 30 triệu. Với lại cái anh mà hôm bữa con nói con rớt tên anh Chăm á, thì anh chỉ dùm mà anh nói thấy tội nghiệp quá, anh cho chị 31 triệu nữa, con không biết tên anh giấu. Anh em mất kiến hồi nãy đó. Trời rớt ra vậy. Dạ. Nên mình rớt cái mình cũng lụm lại rồi. Ở đây em không thấy gì ba anh đâu, chỉ có phần của ai gì ba biết không? Bây giờ Kiên ơi, có một cô bên Mỹ á, cô nói là cho Kiên 50 với thằng 50. Làm em đã trao rồi nha chị coi cái YouTube đó là Kiên cũng quay nè, rồi Kiên giữ giùm cho Thạch. Ok, vậy khi nào gặp Thạch thì mình sẽ đưa cho Thạch 50 đô, còn Kiên là 50 đô. Cái chị đó bên Mỹ chị giấu tên, chị không cho con biết tên. Ok, rồi. Thì cảm ơn rất là cảm ơn tấm lòng của chị. Thôi thì tấm lòng của chị thì mình xin nhận thôi. Này mình cũng thông qua chị Thúy, cũng gửi thông qua chị Thúy. 50 này cho 7 với vợ chồng Thảo. Thì mình cũng trao luôn nha chị. Chị giấu tên mà chị không nói, bây giờ em trao luôn. Thì 7 thì em đi 7 đi em đi đổi đưa tiền kia cho chị Bảy được rồi. Chị đã giao, còn ở đây là cho Thúy 50 với lại cho cái chị mà bị tiểu đường á 50 thì con sẽ đổi ra.
khi nào nhiều quá chị em sẽ đi một lúc với mấy em ở đây là đi một lúc luôn, còn có ai ủng hộ cái chị đó bị tiểu đường ở nhà dì ba thì em sẽ đưa luôn nha chị. Chị coi được cái YouTube này là em đã nhận được 300 là em đã trao hết cho mọi người rồi. Em rất là chân thành cảm ơn chị rất là nhiều mà chị giấu tên chị không chịu nói, chị ở bên Mỹ ha. Ủa còn chai dầu nữa đâu rồi ta, cái bịch hồi nãy hả? Bịch nãy bỏ thùng dì ba đưa đây có ai cho nó nhông đây, còn một chai dầu á là chị đó, con chị ở bên Nhật gửi về cho dì ba. Ba rất là nhiều quà đây luôn. Là một chai này nhiều quà quá, quá nhiều quà luôn. Tự xong hết à? Chị đi, chị đi. Cái cô hồi nãy mua cua để tối đem qua nhập cho con. Chị đi chị ba. Mua cua gì ba đây xuất khẩu qua nước ngoài luôn gì ba. Đây, chỉ cho một cái này là thuốc nhỏ mắt. Còn cái này tối gì ba có nhớt lên hay làm cua mà có đỏ đau nhớt á thì gì ba bôi massage. Có cần con qua massage không? Con massage luôn. Em con. Chị nhập không rồi. 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 Chị ba nhận đây con đã trao nha. Mấy cái cua hồi nãy. Rồi cái này mỹ phẩm á mình cũng từ chối, chỉ cho mình với Vi mà Vi cũng từ chối mà nhà mình cũng có bán mỹ phẩm thì từ chối thì chỉ buồn. Thì bây giờ đưa Vi thì Vi thôi nói Vi không xài. Không xài. Đưa về tặng bạn của Vi. Tặng bạn Vi tặng ai tặng tặng mẹ tặng bản thân gì đấy. Cho chị gọi đi. Đó vậy đi. Cho nó vui nè. Không. Có ai không có thể nhường nè. Không ạ, không ạ. Không không không. Con không? Da trắng rồi. Em BD không cô gái đâu. Cô thấy bán mỹ phẩm. Cô thấy sẽ nhường lại cho ai. Thôi không đưa thì đưa đây, đưa đây đây. Em này con nhỏ đen nhất nè. Đây là gì? À cái này của nước ngoài. Tặng heo luôn đi ha. À, tặng heo luôn đi. Rồi tặng cho heo luôn đó chị. Dạ. Đây cảm ơn chị Thí đã tặng cho bạn heo một cái sản phẩm mỹ phẩm không biết là cái gì. Rồi. Vậy là xong rồi cả nhà. Rồi, rất cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hôm nay rất là nhiều quà luôn. Dì ba được tặng quà rồi, cảm nghĩ thì sao? Dì ba cũng rất cảm ơn cái người tặng cho dì ba. Mà dì ba không biết mặt, không biết sao, cảm ơn thấy mặt. Giờ có một lời nói. Được không? Nói vậy được. Dì ba bé lên lắm á. Ví dụ như mà bây giờ có một người bên Mỹ muốn mời dì ba qua Mỹ tham quan một chuyến thì dì ba có đi không? Thôi coi lên máy bay nhức đầu. Nhức đầu. Đi máy bay với dì ba lúc nào chưa? Thôi không được, không biết đi không có mà nghe nói đi lên máy bay không được đâu. Tại dì ba ưa mệt. Vậy là nếu có ai chở Honda dì ba qua Mỹ thì sao? À, máy bay qua Mỹ. Đi ha. Quên đi dì ba. Thôi em cảm ơn cả nhà nhiều nha. À, thì người mà phụ giúp cho dì ba thì đều được tặng quà nha mọi người. Ai dì ba? Cảm ơn Thiện bất bình này tấm lòng. Thiện hả? À? Thiện bị gãy chân. Gãy. Mình hỏi thằng Thiện nó nghe. Thiện nó có gãy gì có sao không? Thì gãy chân chứ sao đó dì ba? Bảy có nói gì không cho Thiện nghe. Thiện ơi cho chị Bảy gửi lời thăm em nha Thiện. Thiện quá à, hôm nay tụi em bị mà tụi chị đâu có làm sao mà đi thăm em được. Về quê rồi. Về quê rồi. Về quê giữ thương.